Khắc Ngọc đánh đầu, không vào, vẫn không vào. Bóng vừa đập vào dọc. Và đúng lúc này trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã nổi còi khép lại hiệp 1 trận đấu giữa hai đội Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An. Suýt nữa ở những giây cuối hiệp 1, đội khách đã có bàn thắng. Hiệp 1 về cơ bản diễn ra không thật sự sôi nổi. Hai đội cố gắng kìm chân nhau và tạo điểm nhấn trong một số thời điểm. Tuy nhiên cũng đã có cơ hội đến với cả hai. Đây là tình huống đáng tiếc nhất trong hiệp 1. Pha lắc đầu đưa bóng trúng cột dọc. Và pha bóng tiếp theo thì cầu thủ áo vàng không thể thực hiện tình huống đá bồi. Với những gì diễn ra thì tỷ số đều phản ánh đúng những gì mà chúng ta chứng kiến trong hiệp 1 của trận đấu. Chúng ta sẽ đến hiệp 2 sau hơn 10 phút nữa.